dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9, đến thăm thủ đô Hà Nội bạn sẽ đi đâu? Đến Hồ Gươm thăm tháp rùa, dạo quanh phố phường ngắm nhìn cờ đỏ sao vàng lung linh trên phố. Và chắc chắn có một điểm đến bạn không thể bỏ qua, đó chính là khu trung tâm chính trị Ba Đình lịch sử. Tất cả mọi người đều sinh ra tại quảng trường Ba Đình lịch sử, 75 năm về trước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Ngay kế bên quảng trường Ba Đình là khu trung tâm Hoàng Thành Thăng Long Hà Nội, di sản văn hóa thế giới, một điểm đến nổi bật tại thủ đô nghìn năm văn hiến. Đến đây, bạn sẽ được khám phá di sản văn hóa thế giới bằng nhiều hình thức tương tác khác nhau. Được ngắm nhìn những hiện vật lịch sử độc đáo nghìn năm tuổi. Có những bức hình tuyệt đẹp, hòa cùng cảnh sắc xanh tươi, hoa lá rực rỡ của di sản trong mùa thu Hà Nội. Nhân dịp này, một triển lãm ảnh mang tên Độc Lập sẽ được khai mạc tại khu trung tâm di sản thế giới Hoàng Thành Thăng Long. Đây sẽ là nơi bạn có được cảm nhận riêng về những thời khắc lịch sử của 75 năm về trước trong ngày Tết độc lập của nhân dân Việt Nam. Hoàng Thành Thăng Long, nơi hội tụ non sông và độc lập dân tộc.